Thưa anh, kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình tạp chí Văn hóa và Thể thao, chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang thực hiện. Thưa quý vị, được biết đến với danh xưng Hà Tiên Thập Vịnh, mảnh đất xưa và nay nổi tiếng với 10 cảnh đẹp thiên nhiên hữu tình luyến lưu lòng người. Ngoài ra, mảnh đất này còn có những ngôi chùa linh thiêng. Khi đã đến Hà Tiên mà không viếng thăm một vài cảnh chùa là đã vô tình bỏ quên một gốc văn hóa đặc sắc của cõi Biên Thùy. Phù Dung Cổ Tự, Sắc Tứ Tam Bảo Tự và Tịnh Xá Ngọc Tiên là ba trong số rất nhiều những ngôi chùa linh thiêng và ẩn chứa nhiều câu chuyện huyền sử vang danh một thời. Mảnh đất miền biên giới thị xã Hà Tiên gắn liền với những giai thoại về khai trấn quốc công Mạc Cửu. Dù hơn 300 năm đã trôi qua, những thước phim văn hóa lịch sử thời khai trấn của Mạc Cửu vẫn còn được lưu giữ tại các công trình kiến trúc, trong đó có những ngôi chùa. Chùa Tam Bảo Hà Tiên là họa tiết thi vị cho bức tranh văn hóa giản dị nhưng đầy màu sắc của xứ sở. Chùa được nhà Nguyễn ban biển sắc phong nên còn gọi là Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Đây là nơi mà Mạc Cửu xây dựng cho mẹ là Thái Thái Phu Nhân tu hành. Theo cái truyền thuyết đó thì khi mà bà cụ rời khỏi Trung Quốc, khi mà sang Việt Nam, hồi đó là khi bằng mang sảm đó, thì không có đem theo mẹ. Vì do sự nhớ con nên bà mới sang Việt Nam này tìm con là bà cụ. Thì khi mà gặp được thì ông có lưu bà là ở tại đây. Một hôm thì bà nằm mộng thấy có một con rồng vàng quấn ở trên cái cục buồm đó, xuôi về phía bắc mới sang qua đây. Thì sáng ra bà mới đem cái điểm chim bao đó nói với lại ông Mạc Cửu. Ít lâu sau thì cũng có một vị tu sĩ tướng mạo phi thường mới ghé về đây. Thì trong khi mà bà chuyện đó thì ông mới đem cái câu chuyện mà mẹ nằm mộng thấy như vậy đó. Thì đúng với cái điểm mà bà nằm thấy là ông đó đạo hiệu là Quỳnh Long, tức là con rồng vàng. Đạo hiệu của ngài là Ấn Trừng. Thì mới truyền ngũ giới cho bà và mới xuất gia và tu hành cho đến ngày 8 tháng 4 thì bà mới viên tịch tại ngôi chính điện này. Hiện nay, hầu hết đồ thờ cúng và nhạc khí trong chùa đều là đồ mới, chỉ trừ chiếc đại hồng chung. Đây là chiếc chuông đồng do Mạc Cửu đúc cho mẹ sau khi bà qua đời. Từ ngày thành lập đến nay, chùa đã được trùng tu nhiều lần do ngôi chùa xưa đã hỏng. Dấu vết ngôi chùa xưa còn lưu lại ở các mảng tường gồ ghề. Bức tường cổ này đã có tuổi đời hơn 300 năm. Khuôn viên chùa còn có phần mộ của Thái bà, tức Thái Thái Phu Nhân, mẹ của Mạc Cửu. Xung quanh phần mộ của bà, các sư cô làm hòn non bộ, trồng nhiều loại cây xanh, làm không gian thêm phần thơ mộng và yên ả. Đối lập với những kiến trúc cũ là những hạng mục công trình bề thế. Ngôi chánh điện xây dựng theo kiểu thánh thất của đạo Cao Đài. Giữa những hàng cây dầu, cây sao là ngôi tháp nhiều tầng và các tượng Phật A-di-đà, tượng tỳ kheo lớn. Ngôi chùa ngày nay tuy không còn giữ được lối kiến trúc ban đầu, nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh ô tĩnh mịch, chốn tu hành. Cách đền thờ Mạc Cửu không xa là chùa Phù Dung, một ngôi chùa cũng có nhiều câu chuyện huyền sử.
Ban đầu chùa chỉ là am tự nhỏ. Trải qua bao biến đổi, chùa Phù Dung giờ đây là một không gian hành hương khang trang, gồm một phần sân và hai phần thờ cách biệt. Chùa Phù Dung không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp cổ kính hài hòa với thiên nhiên, mà còn bởi những câu chuyện bí ẩn về lai lịch ngôi chùa. Chùa do Tổng trấn Hà Tiên Mạc Thiền Tích dựng vào khoảng cuối thế kỷ thứ 18, cho nàng thứ thiếp Nguyễn Thị Xuân tu hành. Hàng năm vào dịp lễ Tao Đàn Chiêu Anh Cát, chùa Phù Dung là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa truyền thống như viết thư pháp, bình thơ, thả đèn hoa đăng cầu an. Nữ thi sĩ Mộng Tuyết viết thiên tiểu thuyết Nàng Ái Cơ Trong Chậu Úc, và soạn giả Kiên Giang Hà Huy Hà sáng tác vở cải lương Áo Cưới Trước Cổng Chùa, xuất phát từ câu chuyện tình của Tổng trấn Mạc Thiên Tích và nàng Phù Cừ. Ngôi mộ nàng thứ thiếp của Tổng trấn Mạc Thiên Tích, nàng Nguyễn Thị Xuân, nằm lặng lẽ giữa rừng cây xanh. Mộ còn có tên gọi là mộ bà Dì Tự, nơi khách hành hương có thể thắp một nén hương cho nàng Phù Cừ để tưởng nhớ người xưa. Ngày ngày, những hàng cây ngọc lan vẫn tỏa bóng, che mát cho ngôi mộ nàng Phù Cừ. Giữa không gian dặn tiếng chuông chùa, hương hoa nồng nàn thanh khiết, như luyến nhớ một giai thoại quyền sử, một chuyện tình đẹp, nhưng chất chứa nỗi buồn man mác. Ai đến thị xã Hà Tiên đều đôi lần nhìn thấy một ngôi chùa nằm giữa rừng cây trên núi cao. Đó chính là Tịnh Xá Ngọc Tiên. Cổng chùa ở chân núi, nhưng khu chánh điện lại ở lưng chừng núi. Để lên đến khu chánh điện thờ Phật, phải đi qua hàng trăm bậc thang treo leo và quanh co. Năm 1967, sư cô Ngân Liên cùng đệ tử ghé đến vùng đất Hà Tiên. Khi đến núi Tô Châu, thấy cảnh vật hoang sơ thuận lợi cho tịnh tâm tu hành, nên đã dừng chân. Cùng sự giúp đỡ của Phật tử địa phương, sư cô đã dựng một tịnh xá nhỏ bằng lá, đặc hiệu là Ngọc Tiên. Đến tận năm 1993, với công đức của nhiều Phật tử, sư trụ trì đã cho xây dựng chánh điện với dáng vẻ ngày nay. Tuy tịnh xá Ngọc Tiên không có nhiều giai thoại lịch sử, nhưng lại sở hữu vị trí vô cùng bắt mắt. Nằm treo leo trên sườn ngọn Tô Châu, tựa vào vách núi, tịnh xá hướng ra đầm Đông Hồ với cửa biển Hà Tiên. Đây là thế tựa sơn hướng thủy đắc địa. Thêm vào đó, không gian ngôi chùa được tô điểm bởi những rừng cây xanh tươi, thích hợp cho việc tu hành và ngắm cảnh. Mỗi người khi đặt chân đến chùa Ngọc Tiên thuộc địa bàn phường Tô Châu, thị xã Hà Tiên đều cảm nhận được rằng ngôi chùa này như ẩn trong màu xanh bạc ngàn của rất nhiều loại cây. Từ cây rừng, cây cho bóng mát đến các loại cây ăn trái theo mùa đều được các sư cô chăm sóc cẩn thận để tạo nên một không gian thờ tự linh thiêng nhưng cũng rất xanh mát và nên thơ cho những người khách phương xa. Bên cạnh vai trò là công trình tâm linh quen thuộc của người dân địa phương, tịnh xá còn là địa điểm du lịch nổi tiếng. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp đối lập. Một bên là đô thị Hà Tiên sầm uất với nhà cửa khang trang, một bên
là những mảng rừng xanh giữa đầm Đông Hồ mênh mông. Giữa thị xã biên giới, những ngôi chùa như những điểm nhấn cảnh quan, vừa nên thơ vừa hoài cổ. Đến Hà Tiên để viếng một vài cảnh chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa, khơi nguồn cảm xúc cùng những huyền tích về một thuở vàng son. Nét đẹp của những cảnh chùa Hà Tiên hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên và tình người đã tạo nên những dấu ấn cho vùng đất miền biên giới. Hà Tiên quá khứ, hôm nay và mai sau sẽ mãi đẹp như những lời thơ, nắng nhạt bình sang, sương mờ thạch động, mây vượt Tô Châu, dân trắng Đông Hồ. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.